Buổi sáng cùng ngày, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến tham dự lễ chào cờ, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ đã cùng dự lễ chào cờ đầu năm mới, trao quà tiết động viên cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định năm 2020, các tỉnh miền Trung nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng gặp nhiều khó khăn do thiên tai bão lụt. Trong khó khăn đó, vai trò của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã phát huy cao độ trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, phòng chống dịch. Hình ảnh anh bộ đội cụ hồ cần được phát huy để trở thành địa chỉ tin cậy của nhân dân. Ngoài ra, chủ tịch ghi nhận và biểu dương tập thể cán bộ chiến sĩ cả đơn vị đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, phối hợp nắm bắt tình hình, tham mưu cho cấp ủy chính quyền xử lý tốt các tình huống xảy ra. Trong năm 2021, tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu cả đơn vị quân đội luôn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc, nhất là trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc và các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của đất nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã đi thăm vườn tăng gia sản xuất cũng như các hoạt động ứng trực của lực lượng quân đội, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Nhân dịp đầu xuân mới, Chủ tịch Phan Ngọc Thọ chúc cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh lời chúc mừng quyết thắng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.